Xin chào quý vị các bạn. Dung Audi ô tô cô Hải Dương xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn chiếc Corolla Altis sản xuất 2009, số tự động, động cơ 1.8 AT. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán tại Dung Audi ô tô cô Hải Dương với giá 435 triệu đồng. 435 triệu đồng cho một chiếc Corolla Altis 2009, số tự động, động cơ 1.8 AT, xe được mang biển số Hà Nội. Giá chào bán hiện nay là 435 triệu đồng. Xin nhắc lại với quý vị các bạn, chiếc Corolla Altis số tự động bản 1.8G hiện nay đang được chào bán với giá là 435 triệu. Xe có màu sơn đen, được trang bị xi nhan trên gương 4 phanh ABS. Đây là sơn vỏ bên ngoài của chiếc xe. Bây giờ mình sẽ đi đến nội thất của chiếc xe. Về phần nội thất của chiếc xe này thì nói chung là còn khá đẹp. Theo cái mắt cảm quan của mình và các bạn có thể xem xe trực tiếp thì xe rất đẹp. Còn đẹp như thế nào thì quý vị nên xem trực tiếp. Cái xe nó để trên cái thế nghiêng và gió. Cái cửa sau của nó là cái gió cho nên là nó tự đóng vào. Gió ở phía đằng trước mũi xe thổi đến rất là mạnh cho nên nó tự đóng vào. Thôi mình mở hai cái cánh trước. Đây ạ. Nội thất của chiếc xe, xe được trang bị gương kính chỉnh điện, vô lăng tích hợp bàn phím, màn hình camera lùi. Táp ly đây. Xe được chào bán với giá là 435 triệu. 435 triệu đồng cho một chiếc Corolla Altis sản xuất năm 2009, bản 1.8G, động cơ 1.8, số tự động. Mình quay thêm về chi tiết nội thất, sau đó mình sẽ quay khoang máy cho quý vị xem. Đây là nội thất đấy ạ. Gương kính chỉnh điện, cục điện, vô lăng tích hợp bàn phím, màn hình camera lùi, túi khí đầy đủ. Đây là ghế về, ghế mặt ghế ra, rồi là đây ghế đằng trước, ghế đằng sau. Các bạn có thể nhìn thấy ở táp ly, táp lô đấy. 435 triệu các bạn nhé. 435 triệu cho một chiếc Corolla Altis. Đây mình bật cái đầu. Mình cũng bật luôn để cho các bạn xem. Công tơ mét hiện nay đang hiển thị là 11 vạn. Công tơ mét hiện nay DOD là 11 vạn. 11 vạn rưỡi. Màn hình của Toyota luôn. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán với giá là 435 triệu. Mình quay cái khoang cốp luôn ạ. Mình quay khoang cốp, sau đó mình sẽ quay khoang máy của chiếc xe. Đây ạ. Đây là khoang cốp của chiếc xe. Khoang cốp vẫn còn sạch sẽ, đẹp đẽ các bạn nhé. Không han gì một chỗ nào. Và cũng đã dán được thêm một chút cái chống ồn 3M rồi. Đây ạ. Lốp, sơ cua, kích, bộ đồ nghề đây. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán với giá là 435 triệu đồng cho một chiếc Corolla Altis sản xuất năm 2009, động cơ 1.8. Động cơ 1.8.
đây về khoang máy, mình xin quay về khoang máy cho các bạn xem. Đây là khoang máy của chiếc xe. Đây ạ. Khoang máy thì đây các bạn nhìn ở đây, nguyên vết bụi của thời gian. Còn nguyên vết bụi của thời gian. Và máy số là khô ráo. Đây các bạn có thể nhìn thấy dưới vách máy đấy ạ. Đây là vách máy rất là khô ráo, không có chút gì giờ gọi là dầu mỡ cả. Các bạn có thể nhìn thấy luôn ạ. Và các vách máy là khô ráo, sạch sẽ. Chiếc xe này mình xin giới thiệu lại. Đóng cái cabo lại cái đã. Vâng ạ, thưa quý vị các bạn. Đây là chiếc Corolla Tiếp 209. Số tự động, động cơ 1.8G. Được sản xuất năm 2009, Corolla Tiếp động cơ 1.8 tiêu thụ nhiên liệu khoảng độ tầm 8 đến 9 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán tại Dung Audi ô tô Cố Hải Dương với giá là 435 triệu đồng. Các bạn liên hệ trực tiếp số điện thoại hotline 0855 966 966 để được tư vấn trực tiếp ạ. Dung Audi ô tô Cố Hải Dương xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng luôn luôn ủng hộ đồng hành cùng Dung Audi ô tô Cố Hải Dương. Hotline 0855 966 966. Quý vị hãy đừng quên đăng ký kênh của Dung Audi bằng cách bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh. Sau khi bấm vào nút đỏ nó hiện lên quả chuông, quý vị hãy bấm vào quả chuông để nó được thông báo mỗi lần mình đăng video clip hoặc là mình livestream trực tiếp báo giá. Quý vị sẽ là người nhanh nhất, là những người đầu tiên nắm bắt được thông tin về những chiếc xe nhà mình mới về, cũng như là nắm bắt được các cái tính năng của mỗi đời xe, dòng xe và giá cả thị trường của mỗi chiếc xe, mỗi loại xe. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách ở những video clip tiếp theo.